đầu tiên là chúng hát bài này trên sân khấu. Các bạn có thể nói cho chúng biết bài đó tên gì không ạ? Tôi muốn đứng thế này mãi. Cái lúc này nó sớm hơn tất cả những thứ gì có thể gây ra sung sướng. Bù lại cho những lúc vẫn chỉ không được, mà tôi luôn luôn biết mọi người sẽ sẵn sàng ở dưới mỗi lần tôi hát. Hôm nay quý vị thấy tôi mặc bộ này giống ai? Chú Rể hả? Phải hát bài của chú Rể nhá. Cảm ơn các em xin. Cảm ơn em chị. Em mà vì em luôn xuất hiện.
nhiều lắm tôi sẽ phải mời anh. Nói lại nghe nào. Em à, hãy đó em rằng em à, những lá hoa đẹp rất lạ đã hiểu như trong giấc mơ. Có anh nhìn em cười, anh thấy trái tim mình xa người. Anh đã giải pháp cho thằng Thánh mưa trung quân. Mời tất cả quý vị nghe các câu.